Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Chào chị. Rồi. À, thôi mình để đàn trai giới thiệu trước để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương ạ. Công việc chính của em là vận hành máy, còn tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. Năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 91. Đây chính là 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ quan bạn nào không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ, km 92. Buôn Hồ, cách đó cũng không có xa. Dạ, đúng rồi. Giáp là Gia Lai các bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ. Và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đó thương em nên tới tận nhà tặng bông là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ quá, em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách đây cũng 12 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Ê, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ, chị. Ừ, sáng sủa đẹp trai trắng trẻo. Rồi ba mối tình sao? Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt, lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có và còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao gỡ 1m55 trở lên. Ừ. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Ừ. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. Rồi điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Ừ. Đừng có xăm mình lớn quá. Lớn đúng quá không? Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm móng tay vậy? Chị có xăm móng tay. Thì... em không. Không, bạn nữ bên này không xăm móng tay. Em không thích phụ nữ xăm móng tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Chứ mà sơn đừng có lè lẹt quá được, nhưng xanh nổi. Cái lòng néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu. Vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình tóc nè. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự rồi, đền luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người cứng. Mập tròn không? Dạ cũng được nhưng mà đừng mập quá được. Vừa vừa người... không này mũm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy à? Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Bạn này chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Quá lôi thôi nhanh. Em thích bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em?
À, không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đây em đi với ai? Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em. Đây đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em trai với lại em gái, là bạn của em gái ạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Em tên là Hà và em là em gái của anh Sơn. Chưa biết là anh em có thích chị hay không, nhưng mà em cảm nhận được là cái gu chị dâu của em có thể thích chị là cái gu chị dâu của em rồi á. Cảm ơn. Tại em cảm nhận được chị có vẻ hơi hiền, nghiêng về một người phụ nữ gia đình hơn. Và anh em cũng thuộc dạng tiếp người là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc và có trách nhiệm với gia đình. Thì em nghĩ là những gì chị nói nãy giờ thì em nghĩ là anh em có thể là đối tượng mà chị có thể hẹn hò được. Lành lợi quá ha, dễ thương. Nói chung là hai bên là ủng hộ hết rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh, tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tới mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mọi người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, nhiều cách sống với lại mọi người xung quanh, với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn. Đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh dùng vậy anh đi, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. Đúng rồi đó, cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được, hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương, nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, có thể cho thì... ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mà mình không có gì thì mình không có sợ. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bình dương không? Dạ em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp bình dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm, nhưng mà chưa có điều kiện để làm được. Nên anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh này thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau, để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập. Em thấy có mập đâu. Không, thấy bạn mầm miệng. Mầm miệng là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì chưa có mập đâu. Không biết là bạn em có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát.
Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người hỡi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao giông anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hết. Hay, hay quá. Rồi Vi, dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền đi. Mưa chiều mây rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết được hoa kia vẫn không cho tình ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây. Chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt ha. Em bấm 3 cái một lần thôi. Rồi hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ nè. Dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Em xin phép không. Hay quá. Dễ thương. Ở đây là có biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Hôm nay thì mình cứ chủ động mình chia sẻ về bản thân mình nha. Đầu tiên là em giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. À, dạ vâng ạ. Em chào mọi người ạ. Em tên là Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang. Lê Thị Thùy Trang. Trang nói to lên xíu giúp chị ha. À, dạ vâng ạ. Dạ em đang... Em là Lê Thị Thùy Trang, 28 tuổi. Em đang quê quán ở Tiền Giang và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc cụ thể là gì? Dạ, nhân viên văn phòng ạ. Cụ thể luôn á em, là mình làm trong cái bộ phận nào á? Em làm ở bộ phận hỗ trợ kinh doanh á chị. Công ty em là kinh doanh về gì? Dạ, công ty em kinh doanh về lĩnh vực tài chính ạ. À, kinh doanh tài chính. Rồi ok, Trang chia sẻ về bản thân em đi, tính cách như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha. Em cứ chủ động chia sẻ, thấy thiếu cái gì thì bọn chị sẽ hỏi thêm nha. Dạ. Tính cách em về điểm mạnh thì chắc là dạng vui vẻ, hòa đồng và dễ nói chuyện, dễ giao tiếp. Còn về điểm yếu thì là hơi khó tính một xíu, kiểu hơi tỉ mỉ và cầu toàn. Khó tính, tỉ mỉ, cầu toàn. Vậy thì hồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi, em yêu bao lâu sao mà lại chia tay? Em trải qua hai mối tình. Em chia tay thì cũng khoảng hơn một năm rồi. Thì chia tay là kiểu hai người không có hợp về cái quan điểm sống á chị. Em nói cụ thể hơn đi, là em quen bao lâu sao mà quan điểm sống nó cụ thể như nào để tụi chị biết và rút kinh nghiệm cho cái người mà tụi chị sẽ làm mai cho em á. Khoảng hơn 2 năm á chị. Kiểu là về quan điểm sống, tức là có những cái nó không phù hợp với như gì mà. Về suy nghĩ về công việc này, về quan điểm về tài chính sao không lâu này, hoặc là những cái vấn đề mà nó liên quan đến việc là sao không lâu mình sẽ có những cái thống nhất quan điểm với nhau về chia sẻ hay là không đó, thì nó lại không phù hợp. Cái người nam nó không có muốn chia sẻ gì mà ít nói, không có giao tiếp nhiều. Rồi ok, thì những cái vấn đề này thì khi mà tham gia chương trình thì mình sẽ được clear ngay từ đầu luôn, cho nên là em sẽ rất là dễ để mà em quyết định chọn hay không chọn ha. Thì mình cứ thẳng thắn chia sẻ quan điểm với nhau nha. Rồi dạ, vâng. Trang là em có tài lẻ hay năng khiếu gì không? Dạ không chị. Không có ca hát gì được luôn hả? Dạ múa không. Múa được không? Nhảy múa rồi được không? Dạ không chị. Rồi ok, nếu mà mình được chọn vào vòng trong thì mình sẽ có thêm một cái phần nào đó để mình giao lưu thêm thôi.
Rồi bây giờ Trang chia sẻ cái hình mẫu em mong muốn đi, ngoại hình, tính cách của bạn trai á. Về ngoại hình thì kiểu dễ nhìn một xíu, nói chung là cao khoảng 1m7 trở lên. Còn về tính cách thì kiểu dễ gần, kiểu như bạn nói, có thể là người dễ nói chuyện, hòa đồng và hay cười. Kiểu đừng có hơi khó mà mặt hơi nhăn nhó thì em không thích lắm. Về tính cách thì có thể là cái người đó người ta có thể là tinh tế, tinh tế, với lại người ta sẽ hay thường là khỏe quan tâm người thân và gia đình nhiều. Người ta sẽ kiểu như là thường sẽ tìm hiểu, hoặc là nói chung là lễ lọc cũng có những cái ngày lễ này cũng sẽ để ý và hỗ trợ và có chia sẻ hoặc là chúc mừng gì đó đâu nữa, chứ không phải là cái kiểu mà tính cách vô tâm quá. Dạ. Rồi tuổi tác vùng miền của bạn này thì yêu cầu như thế nào em? Dạ, về tuổi thì chắc là sẽ lớn hơn em, còn vùng miền thì em muốn làm mấy bạn cho miền Nam. Tại vì hồi trước thì em toàn là quen ở Tây Bắc á, thì nó lại khác văn hóa, nên là nó dẫn đến cái việc là không có hợp trong cái quan niệm sống. Nói chung là ở khu vực miền Nam là được đúng không? Không cần nhất thiết là phải đang ở Sài Gòn hả? Dạ, ở miền Nam là được. Sài Gòn thì càng tốt. Rồi, có điểm gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Không thích ở trong này, kiểu hay kiểu là mấy bạn hay tóc hứa, kiểu là hay nói nhưng mà không có làm được. Dạ, còn tốt nhất là không hút thuốc. Còn nhậu nhẹ thì một chút cũng được, không bị nghiện rượu là được. Không nghiện rượu. Rồi, ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cáp đầu tiên thôi Trang ha. Nếu mà mình được chọn vào vòng 2 thì mình sẽ nói chuyện riêng với biên tập nè. Mình thật là cởi mở để thứ nhất là biên tập sẽ là cái người tìm cái người phù hợp nhất cho mình nè. Sau đó là chương trình sẽ thông báo cho em cái lịch ghi hình sớm nhất khi mà có người phù hợp ha. Dạ vâng. Rồi, ok. Rồi, hello bạn ha. Mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, rồi quê quán cũng như là nơi ở hiện tại nha. Ở đây thì chỉ có team biên tập và sản xuất của chương trình Bấm Hẹn Hò thôi, sẽ không có cái người khác cùng tham gia chương trình với mình đâu. Nên là mình sẽ chia sẻ cho chương trình cùng lắng nghe nha. Em tên là Ngô Ngọc An Phương, em sinh năm 1996, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Quê quán là em ở Đồng Tháp. Đặng Đỗ Lộc hả? Đúng rồi, tên em năm từ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, em ơi, công việc mình làm việc gì á? Hiện tại thì em đang làm nhiều việc cùng một lúc, công việc chính của em là chuyên bên xuất nhập khẩu. Ngoài ra thì em còn là giáo viên ngôn ngữ. Công việc nào mới là công việc chính của em? Xuất nhập khẩu. Hả? Xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là đang ở quận 9 luôn hả em? Mà làm ở quận 9 luôn? Đúng rồi. Rồi, Phương có điểm mạnh điểm yếu gì nè? Có tài lẻ gì đặc biệt không? Em chơi piano, em chơi được một cổ. Điểm mạnh của em là hòa đồng, có thể thích nghi với môi trường, hoàn cảnh. Điểm yếu là hơi cũng tình cảm, nên là hay bị tình cảm chi phối. Hơi gì? Điểm yếu của em là cái gì? Tình cảm chi phối. Nghe không rõ nhỉ? Nghe rõ không? Nghe nói lại anh chị. Được chưa chị, nghe được chưa? Rồi, ok. Rồi, điểm yếu của em là gì? Em nói lại giùm chị với. Bị tình cảm chi phối. Bị tình cảm chi phối. Vậy đó giờ đã có mấy mối tình rồi? Cũng nhiều. Trên 2. Trên 2, rồi chia sẻ cho chị về những cái mối tình của em đi. Quen bao lâu, lý do chia tay, rồi chia tay độc thân đến nay là bao lâu rồi? Độc thân đến nay là 2 năm, mối tình gần nhất là 6 năm, chuẩn bị cưới.
thì cái người bạn kia có công việc và chắc là có công việc với lại mục đích riêng của họ nên là không thể tiếp tục được. Chuẩn bị cưới rồi còn chia tay hả? Bạn trai lý do là bận công việc hay sao em? Cũng không biết, chắc là hết yêu thôi. Hãy tiếp dùng cái chút ơi, bên tớ hơi ổn, bên tôi hơi ổn á. Ừ rồi em ơi, bây giờ thì chị thấy là làm nhiều ngành nhiều nghề quá, điều kiện cũng ok mà tại sao không có anh nào theo hay sao nè, tại sao phải phải tham gia chương trình á? Thật ra cũng có, nhưng mà lý do em muốn tham gia chương trình là muốn cho mẹ em vui, mẹ em rất là thích chương trình, mẹ em là cái fan hâm mộ của chương trình, số nào ra mẹ em cũng coi hết, nên là mẹ em cũng lớn tuổi rồi đấy, xong mẹ em nói thì là con đăng ký thử xem, cho mình cơ hội thử xem em muốn đăng ký. Ừ vậy chứ em là không có nhu cầu đúng không? Em cũng có nhưng mà không có nhu cầu với đăng ký, nhưng mà một phần nữa là em cũng muốn cho mẹ em vui mà, tại vì mẹ em cũng bên cạnh động viên này kia, thì cứ thử xem, mẹ em cũng đăng ký bắt đầu. Thì nói chung là khoảng thời gian độc thân thì cũng chưa có, em cũng chưa có để ra, nhưng mà coi như là khi mà mình đã em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi á thì mới bắt đầu tìm kiếm. Rồi ok, rồi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Tại vì chị cũng thấy công việc của em nó khá là ổn định, em cũng khá là độc lập, nên là em cũng muốn tìm một người bản lĩnh độc lập đã có công việc ổn định. Ừ rồi, tuổi tác vùng miền ở đâu thì được em? Em không có quan trọng vùng miền lắm, tuổi tác thì chắc ngoài 30 thì em thích sự kiến thức con trai trưởng thành. Ừ rồi, thích con trai trưởng thành rồi. Công việc em có yêu cầu công việc gì cụ thể không hay là sao? Chỉ cần có công việc ổn định, có chí hướng là được, em không cần phải công việc quá là cụ thể, tại vì bản thân em cũng có thể nuôi sống tốt và em, nên là em cũng không có quá yêu cầu là phải này nọ kia. Ừ rồi ok, vậy thì là mẹ còn có dặn dò yêu cầu là phải tìm bạn trai như thế nào nữa không? Cao trên 1m7. Cao trên 1m7 à, em là cao mét nhiêu Phương? Em lại thấp 3m để đòi á. Ừ cao là em cao 1m50 đó hả? Em cao mét mấy Phương? Cao mét 50. Ừ rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi á Phương, nếu mà mình được chọn thì sẽ có một biên tập làm việc riêng với em ha, để mình chuẩn bị cái nội dung nó tốt hơn và em chia sẻ cởi mở càng nhiều thì chương biên tập sẽ hiểu em và sẽ tìm cho em được cái người mà chính xác nhất ha. Cứ cởi mở xem các chị biên tập như là người nhà của mình thôi, rồi là các chị sẽ tìm cho mình một cái người phù hợp nhất nha. Ừ rồi ok, cảm ơn Phương nha, có gì em đợi thông tin từ chương trình ha, và cố gắng sắp xếp tham gia nếu mà chương trình đã tìm được cái người phù hợp cho em nha, tại vì tìm được cái người phù hợp nó rất là khó và vô cùng là có duyên thì là mới có cái người phù hợp đó, cho nên là mình đợi thông tin của chương trình ha và cố gắng sắp xếp nha. Dạ